trên tay máy Ocean Zigger nhé, 2001 PG nhé, tỷ số thuyền thấp nhá. Đấy, đời 2017 máy màu bạc nhé các bác nhá. Màu bạc 2017. Trong đây nó có thêm một cái đồ mà khóa mũi giáp hộp giáp này em. BG này, tỷ số chuyển động thấp, rất thích hợp cho dịch. Mới 100% nữa nhỉ, sách tay từ Nhật. Con này là Turium của mình để con câu đáy đây, câu cá đồng này. Made in Japan này. BE4 300 m. Hai nút này khác nhau nhá. Nút này là khóa này. Khóa được rắc này, khi các bạn mà bình thường là thả được rắc ra thì cái mô bin nó chạy, nhưng mà khi đã khóa rồi thì nới lỏng được rắc ra nó vẫn không chạy được. Nhưng mà cái này khác nha, cái con này này thì cái này nút này không phải nút khóa được rắc, mà nút này chỉ là âm thanh thôi. Đó, sao đó exciting, cái gì bọn Shimano nó đặt là exciting sao rồi đó, exciting là rất sao, nó chỉ tạo âm thanh thôi. Ví dụ khi cá lớn kéo á, các bạn có đấy mình sẽ nghe tiếng kêu giống như chuông vậy á. Còn con này thì khác nha. Con này lúc này là khóa nha, khóa spawn luôn nha. Các bạn mà nới là rác ra á, nới lỏng nó luôn, thì bình thường thì cái này nó vẫn chạy được. Nhưng mà khi ấn vào khóa là nó không chạy nữa luôn. Đó, cá kéo là không chạy được luôn. Đó, nó khác nhau chỗ đó.